Chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình có lại nhận sửa một cái bếp. Bếp này là bếp Kangaroo. Đấy, bếp Kangaroo này. Thì cái bếp này thấy khách bảo là nó bị một cái hiện tượng là chạy một lúc, tức là ăn lẩu ấy, chạy một lúc thì thấy nó khét, thấy có mùi khét và rút ra, thì nó chưa hỏng gì cả. Mình đã cắm thử rồi, nó chưa hỏng nhưng mà nó bị cái này hiện tượng của nó là bị quá dòng. Bây giờ mình sẽ bật thử này, các bạn thấy nhá, bật này hết cỡ này đấy, thì nó sôi rất là nhanh nhá, sôi rất mạnh. Và đây là mình kẹp dòng này, các bạn có thể thấy là lên tận 13A, thì như vậy là mình sẽ phải tắt đi thôi. Thì cũng như vậy là nó bị dòng cao quá, vì thực sự 13A thì đối với bếp từ thì chạy khoảng 7-8A phù hợp hơn. Thì bây giờ mình sẽ mở nó ra xem bên trong nó bị lỗi cái gì. Thì khả năng cao là lỗi ở cái đường cảm biến dòng, đo cái dòng làm việc của IGBT ấy. Thì bây giờ mình sẽ mở ra để mình xử lý nhá, để xem nó lỗi gì. Thì sau khi mà tháo hết ốc rồi, bây giờ mình sẽ mở nó ra này. Đây là cái bo bên trên này. Nhưng mà trước khi mở các bạn rút điện ra nhé, đừng có để điện nguy hiểm. Đúng không? Khi mở ra thấy có mùi khét rồi các bạn. Có mùi khi mà mở ra thì nó có mùi khét. Có nghĩa là quá trình chạy quá dòng nó đang rất nóng. Chỉ có điều là nó chưa dẫn đến là nổ IGBT thôi, thì chắc cái con IGBT này khả năng là nó cũng tốt. Đấy, bây giờ tháo nốt cái mâm từ ra để xem nó khét ở đâu. À đây bạn ơi, thứ nhất là con tụ này này, nói là phoi rồi này. Đấy, chảy hết chân tụ ra đây rồi. Thế mới căng chứ lại. Vậy là lại phải xử lý nó rồi. Tháo nốt cả cái mâm từ này ra. Thì nó có hai khả năng. Một đấy là chảy dòng cao quá thì nó cũng bị phoi cái tụ ra các bạn. Này bếp này sửa rồi. Nhớ là sửa chữa thì nói chung là điện đóm bạn phải cẩn thận, rút hết ra. Đó. Bây giờ này là cũng IGBT thay rồi này. Hàn khá nhiều. Tức là bo này cũng đã bị xử lý rồi. Và bây giờ mình sẽ, thứ nhất là con tụ này phải thay rồi. Đây, khét là khét ở con tụ này này. Thì có khả năng là con tụ này chỉ là tụ lọc đầu vào thôi, tụ lọc nguồn à. Tụ lọc nguồn đầu vào thôi, con này chắc là không vấn đề gì. Nếu mà ấy thì có thể nó khét ở đây nhưng mà nó không phải là vấn đề lớn, nhưng mà cái dòng cao là chúng ta phải kiểm tra lại, có thể là cái dòng làm việc của nó đang bị cao quá. Bây giờ bỏ tạm lại đây, rút cái tủ này ra đã.
này vỡ rồi, khỏi hết cái tủ này rồi. Nhưng mà mình cho rằng nếu thay tủ vào chắc chắn đã được rồi ạ. Vệ sinh qua đi nhé, tiện công tháo ra mình sẽ thử cái tháo lốt cả cái tủ này ra này. Đây rồi. Tủ này là tủ 5 mi. Mình sẽ kiểm tra xem nó bao nhiêu mi. Bốn phẩy bảy dùng được các bạn ạ, không sao. Như vậy là con tủ này không sao nhé. À đây, nó đầu này nhầm. Đó thì có lẽ là nó đơn giản thôi. Bây giờ cái tụ tụ đầu vào này nó là tụ 2 2U 2UF. Bây giờ mình sẽ kiếm cái tụ để mình lắp nó vào. 20. Đấy, như vậy là 20 là chuẩn đấy các bạn ạ. Đây tụ 20 nhá. Tạm thời sẽ tạm thời thì mình sẽ thay cái tủ này vào đã. Sau khi mà mình thay tủ đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái con biến trở này. Đấy thì con biến trở này thì mình đo thôi, đo cái điện trở của nó. Thì cái con này nó sẽ đo cái dòng ở đây để nó khống chế cái dòng hoạt động. Nhưng mà có thể là cái biến trở này nó bị lỗi hoặc là đứt con điện trở nào đấy. Trước tiên là mình cứ đo lại con nội trở con này xem thế nào. Thì nó có 3 chân thì 2 chân nó dính nhau rồi, thì chúng ta chỉ đo cái chân này thôi. Thì như vậy nó có khoảng độ 30 ohm. 30 ohm thì có vẻ là không ổn, vì thông thường ấy thì mình thấy là các cái biến trở này này người ta hay để ở cái vị trí giữa. Tức là người ta sẽ quay về giữa như này. Đấy. Để cho nó cao lên một chút. Đấy thì lên 500. 500 con biến trở này nó ghi là 102 các bạn. 102 tức là khoảng 1K. Để ở giữa nó khoảng 500. Thì mình lắp thử vào mình căn lại cái dòng của nó xem nó có ổn không. Nếu mà lắp vào căn mà nó ổn thì mình sẽ để đấy. Còn nếu không thì mình sẽ tính cái phương án khác. Nhưng mà trước tiên là mình cứ phải lắp vào thử đã. Chạy xem nếu mà dòng nó có vọt không.
mình sẽ cố định một con ốc vào đây cho nó đỡ bị dịch chuyển. Cái thứ hai là cái mâm từ này nhá. Mâm từ thì nó có hai sợi đúng không nào, một sợi trong này, này và một sợi ngoài. Đấy. Thế thì thông thường cái bên trong này, này nó là cái chân dương bên trong này nhá, tức là cái chân mà đi vào trong này, trong giữa cái mâm này này thì nó là chân dương, dương tức là chân từ cầu diốt ra. Thế còn chân ao là chân nối với cả chân C của IGBT. Đấy, thì đây là cái chân chân trong đây thì mình sẽ nối vào chân ao 2 này. Đấy. Tạm thời vậy đã. Còn cái chân ngoài này thì chúng ta sẽ nối với ao 1. Ngoài của mâm tư. Đó. Sau đó chúng ta phải cắm đầy đủ các thứ vào. Đúng không? Cắm là như thật luôn. Chỉ có chưa bắt ốc thôi. Đó, được rồi. Như vậy là tạm thời như thế này. Cắm luôn cả điều khiển vào. Đây các bạn. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cắm thử. Cắm ở đây trước này. Biết bài hay không? Ở đây sẽ phát xung vào lúc trước là cái tụ không thấy gì nhá. Đấy, bây giờ nháy phát vào. Đấy, nháy ngon rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắm trực tiếp này. Bật lên xem. Theo dõi dòng này. Đây là dòng hoạt động của nó này. Con này khoảng 8741A. Mà nó chạy 2000 W đấy. Nhưng mà không có mùi khét nữa rồi. Quan trọng là nó không có mùi khét và cái dòng nó giảm xuống rồi. Đấy thì như vậy là nó khét thì do cái tụ thôi, nhưng mà cái dòng nó hơi cao cho nên là mình đã chỉnh cho nó xuống thành cái dòng thấp. Đó, thì cái bếp từ mà các bạn chỉnh dòng thì các bạn cứ chỉnh ở các cái biến trở như vậy nhé. Các bạn chỉnh không được, các bạn chỉnh ngược lại. Đấy, như cái này nó sôi quá kinh thì giảm xuống như này. Đấy, thì nó sẽ có ngắt, nhưng mà ngắt rồi nó kiểu như chạy nhấp nhả chứ nó không phải là giảm đi. Đấy, khi nào nó chạy một cái thì nó lại lên khoảng hơn 8A các bạn. Đấy, nhưng mà khi mà đủ nhiệt cái nó lại ngắt. Đấy, như cái này nó ngắt theo nhiệt độ. Đấy, thì như vậy là các bạn can thiệp vào thì có thể là nó giảm cái dòng xuống thì chảy cái bếp nó sẽ bền hơn. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.